Đến với chuyến hành trình lần này, ekip của chương trình sẽ dừng chân tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức suốt 25 giờ đồng hồ để ghi lại những câu chuyện xoay quanh về cuộc sống mưu sinh của người dân. Ở đó, không chỉ có không khí tấp nập mua bán, mà còn là câu chuyện của người đàn ông chạy xe ba gác bữa đói bữa no, chuyện về số phận của bà lão tóc bạc, hàng ngày bán trái cây dạo để nuôi chồng và đứa cháu gái bệnh tật. Hay là câu chuyện của người đàn ông hối tiếc vì không sinh được con. Những câu chuyện ấy, ngay cả chúng tôi và chắc hẳn quý vị khán giả xem qua chương trình cũng sẽ muốn được sống chậm lại. 7 giờ sáng có mặt tại chợ, câu chuyện bắt đầu khi chúng tôi gặp gỡ chú Quý của đội vệ sinh. Con chào chú hả? Mấy là mấy giờ mình làm việc mà chú còn ngồi ở đây hả? 8 giờ mới làm việc, bây giờ mới có 7 giờ mấy à. Chú mới ăn sáng xong, giờ chú ra đây ngồi nghỉ ăn trái cây, chờ chú anh em tập hợp rồi đi làm luôn. 8 giờ mới bắt đầu làm nữa. Bây giờ cũng gần tới giờ rồi, mới 7 giờ mấy. Nếu như 6-7 giờ sáng ở các chợ khác, người dân mới bắt đầu đi chợ để chuẩn bị cho bữa ăn gia đình, thì với những người lái buôn của ngôi chợ này, họ đã phải bắt đầu từ 1-2 giờ đêm hôm qua. Và người phụ nữ này cũng vậy. Sáng giờ là bán mấy chục ký rồi cô ha? Dạ, hỏi bao nhiêu ký tôi cũng không biết nữa. Nói chung là mình cứ đổ thùng thùng ra nè, mình không có biết được nhiêu ký hết á. Cái này thì nhập trồng sao hả chị? Dưới vườn trồng rồi đưa lên, vô cho giữa, gỡ đưa lại cho mình bán. Bán từ hồi sáng sớm tới giờ luôn, hồi nhìn thấy ai cũng từ đó hết á. Nói chung là quên đi cái mệt rồi. Bán buôn mà để lo cuộc sống là không có biết cái mệt. Sáng giờ anh bán được nhiêu ký rồi anh? Sáng giờ anh bán đâu được mười mấy, 20 gỗ. Vào các ngày rằm, người mua bán tại chợ thường gọi những ngày này là chợ cúng. Thảo nào chợ đông hơn hẳn các ngày thường. Nếu như vào những ngày chợ cúng, hàng trái cây các loại như xoài, táo, cam, nho mua bán không kịp trở tay, thì ở đằng kia chúng tôi lại thấy có nhiều tiểu thương cũng bán trái cây nhưng lại đang lo lắng với gian hàng của mình, là vì qua này ấy quá trời luôn em ơi. Bán đủ vốn rồi, bán lỗ 3-4 ngày nay. Mấy cái món này bán chợ cúng đâu có được mạnh đâu, bị sầu riêng mà bán cúng đâu, bán đâu được mạnh. Đi bon chen kiếm sống gì chứ, cũng ngày này ngày kia, nói chung là ngày cũng kiếm được vài trăm, mười ngày cũng chất quá không chừng. Ráng bán đây buôn bán được cũng vài năm nữa cũng về quê, đâu bon chen cũng mệt quá. Về quê chắc cũng làm ruộng rồi vậy bà, nói như quê đâu có mận gì. Mỗi người một công việc, từ tiểu thương, bốc xếp đến người mua hàng, ai cũng đã quen dần với sự hối hả tới mức vừa đi vừa ăn đối với họ là chuyện bình thường. Ở chợ, không chỉ có người mua bán mới rộn ràng, mà những người kéo hàng như chị Sơn cũng phải tranh thủ, nhất là những ngày chợ cúng như thế này. Mình đẩy hàng cho người nhà của mình hay là không, đi đẩy cho người mua hàng. Cho khách mua hàng á. Thế một lần như vậy là mình đẩy là tùy theo cái khoảng cách mà tính tiền hay sao ạ? Cũng tùy theo người, cho người thì cho 20, người cho 30, người cho mười mấy nghìn nè. Có người đơn giá là không. Ở đây mình đi làm thuê thì chỉ có thế thôi. Rồi bây giờ mình có đơn hàng chưa hay là mình chẳng chẳng chưa, mình đi vào vào ai mua rồi mình khỏi đường kế. Không ngại công việc nặng nhọc, 4 năm trước, cả hai vợ chồng của chị Sơn từ Thanh Hóa vào thành phố làm quen với chiếc xe kéo hàng. Ai kêu đâu thì kéo đó, nghỉ làm vài hôm để về thăm quê là điều xa xỉ đối với vợ chồng chị. Nói chung là cũng đỡ hơn là làm ruộng. Làm ruộng thì cứ làm quanh năm suốt tháng rồi đến lúc mà ông trời ông bắt sâu bệnh là cũng cực. Một năm là mình về quê thăm gia đình bao nhiêu lần ạ? Cũng tùy khi nào có việc gì đó cần gấp lắm thì mình đi về. Tại vì mình đi làm kinh tế mà đi tới đi lui tiền tàu tiền xe ăn hết. Tháng cũng dư 4-5 triệu thôi, hai chồng. Mức lương như vậy có đủ chi trang trải cho? Nói chung là không, bây giờ con cái nó không ăn học nữa, hết ăn học rồi. Nhưng mà với thu nhập mà lớn tuổi như vậy, bây giờ đi cô công nhân thì cũng khó. Vậy thì mình cũng thấy, cũng ổn định. Ngoài việc đến chợ lựa chọn rau củ quả tươi ngon, đây còn là dịp để người mua bán, họ gặp gỡ nhau dăm ba câu chuyện.
cùng ăn ổ bánh mì bẻ đôi, hay có khi là câu chuyện hiểu lầm hôm qua, hôm nay được giải bày tâm sự. Mấy giờ cô bắt đầu cô đi lấy hàng mà bây giờ cô ngồi ở đây không cô? 6 giờ là đi rồi. Để giờ này chưa gì. Giờ đang cắt đầu lên xe gì à? Cô tự chạy xe máy hay đi? Không có, mà con nó chở đi. Ở Bình Dương đâu có dừa trái cây. À, cũng ở đây cũng các chỗ đổ xô đây đặng lấy hàng gì bác. Ông muốn bán trái cây vậy nè cô ơi. À, cũng như tôi đi lấy hàng về rồi đã tả về cho con đi bán đồ này đồ kia với chồng đi bán. À, tôi ngồi tại chỗ tôi bán. Bác tới trưa là về nhà. Ngủ nghe cơm nước rồi tới chiều cái đi bán nữa vậy đó thôi. Có khi nào được cô nghĩ là thôi phải dừng lại cái công việc này và ở nhà trông con trông cháu cho khỏe. Cũng có, con nó kêu nghỉ bán hoài mà tại vì bán quen rồi ở nhà buồn. Bé rồi đi bán. Mỗi ngày của gia đình cô Mỹ đều trôi qua theo vòng xoay thời gian như thế. Ở cái tuổi 60, có lẽ đối với cô, khi thấy cả gia đình lo làm ăn, con cái biết hiếu nghĩa, đó là điều mà cô hạnh phúc nhất. Không giống như cô Mỹ có con đưa rước đi lấy hàng, cô Nguyễn Kim Bé một mình đi xe buýt từ Bình Dương về chợ lấy trái cây. Ngày nào cô cũng ra cái vòng xoay gần trường học để bán cho học sinh kiếm đồng ra đồng vào. Ấy vậy mà cô nuôi đến hai người bệnh dù đã gần 70 tuổi. Vì mua về vì bán cho học sinh á, học sinh cấp 2 á, bán này là bán à qua ngày thôi. Có bữa sáng bán rồi chiều về trả tiền hết rồi không có tiền. Này đâu phải bán không đâu, về gì cũng phải xào mắm ruốc rồi gì bán với học sinh cho học sinh nó ăn mắm ruốc với xài với cốc. Có một mình bán mà phải nuôi hai người bệnh đó con. Hai người bệnh là ai hả cô? Ông xã bị tai biến với nhỏ cháu nội bị mẹ nó bỏ đó. Nó bị não bẩm sinh nay hăm mấy tuổi rồi mà nó không biết gì hết. Con nhỏ này là mẹ nó đẻ ra là thấy nó có tật á. Rồi bỏ nó trong trường vũ á. Cái gì vô gì bồng nó nuôi. Mừng thôi chứ không biết đòi ăn uống gì hết. Cô đi hết rồi, nhà không có ai, có chú chứ nằm một chỗ rồi. Ổng bị tai biến nhưng mà tại vì bán nhà cứu ổng rồi cho nên ổng mới được đi tới đi lui. Nhưng mà cái dạng đi tới đi lui cũng như cái tay đơ vậy đó. Mà chân cũng yếu. Rồi các hai ông cháu ở nhà cứ tự giữ với nhau rồi đi chợ về cái gì bắt đầu nấu cơm, nấu nước gì mới cho ăn. Rồi gì mới chiều 3-4 giờ gì mới đẩy ra buồng hoài buồng binh đó. Bán cho học sinh về. Bán tới tối 8-9 giờ gì mới về. Đối mặt với số phận, nếu như điều hạnh phúc của ai đó là mỗi lần về nhà được nhìn thấy con mình chạy nhảy, thì với cô Kim Bé, mỗi lần trở về nhà được thấy hai sinh mệnh kia đòi ăn cơm hay uống thuốc là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Tốt hạnh thôi, không có gì hối tiếc. Tại giờ cũng phải, ông trời cũng góp sách đặt sẵn, cũng phải có người giàu, người nghèo chứ. Cái cảnh của mình nó khổ thì mình phải chịu cái cảnh khổ thôi. Bản thân tôi có mong ước điều gì không ạ? Dạ, mong ước một cái chuồng heo nho nhỏ cũng được, ở đặng đựng tốn tiền mướn hàng ngày thôi. Thời khắc này, hầu hết các mặt hàng được giảm giá mạnh để tránh tình trạng hàng động lại. Những người chạy xe ba gác cũng lo lắng cho bữa cơm của mình. Hết quay sang bên này, lại ngó sang bên kia để tìm khách. Chú thích, người chạy ba gác lâu năm ở đây cho biết công việc của mình giống như ông Lữ đi câu. Hôm thì đầy ắp khoang thuyền, bữa thì trống trơn. Bán giờ chú chạy được nhiều cuốc chưa chú ha? Có 2 cuốc à, trung bình là 3 cuốc, 4 cuốc. Ấy quá, có 2 cuốc mà giờ. Ta thấy mình già già đó chứ kêu thì mình cũng nhỏ nhỏ nhiều hơn, ta sợ mình vươn lên không nổi đó. Cán kim cốt đỡ cốt về phụ bả mua gạo này kia chứ của mình tối bả ha. 2 vợ chồng ở nhà, bả nhà trăng gà giờ cho bả đợi tôi về mua con cá hay là rau gì về nấu ăn rồi thôi. Nhưng mà có khi nào mình ngồi đợi hoài cũng tức quá, không có ai không hoài chưa. Câu cá vậy, cái bữa câu dính thì được dính, còn bữa không có ai thôi cũng về. Hồi xưa chạy ba gác đạp, cái ba gác máy bán heo rồi mới mua được cái xe này nè. Mua được xe này 7-8 năm rồi. Có con à, cái bán rồi gom tiền rồi mua được cái xe này mừng lắm. Chứ có con mèo á, nó cho mượn tiền hay mua chứ đâu có tiền mua nổi. Nhiều khi mình nghĩ
cái ông đó cũng bằng tuổi mình, mà giờ ta lên nhà cửa xe hai của mình chạy ba gác, rồi mình lại cũng buồn, mà tại vì mình vợ. Theo quy định của chợ, thời gian này mọi người không được phép buôn bán nữa thì cũng là lúc đội vệ sinh bắt đầu tăng tốc. Gặp gỡ lại chú Quý trong khu vực nghỉ trưa của đội, hạnh phúc hơn những anh em trong đội, chú Quý được vợ dở cơm đem theo suốt 11 năm qua. Hạnh phúc vì được vợ chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày, được làm công việc phù hợp, thế nhưng với chú Quý có những điều tiếc nuối mà chỉ có thời gian quay trở lại mới có thể giúp chú mà thôi. Vợ chú thì cũng ở nhà làm nội trợ đó, cũng rảnh rồi sáng làm đồ ăn đem theo đồ ăn. Thứ nhất là nó về nó ăn theo cái ý thích của mình. Thứ hai nó cũng bảo đảm vệ sinh hơn. Ví dụ như thời tiết mùa nắng như thế này thì mình dọn dẹp nó sẽ dễ hơn với mùa mưa hay sao, chứ sẽ dễ hơn? Mỗi mùa nó có một cái cực riêng. Mùa nắng thì mình đi làm thì đương nhiên nó mau hóc được, nhưng mà nó khỏe lắm. Hốt rác thì nó sạch sẽ hơn. Hốt rác thì nó khô, rác khô nó sạch sẽ hơn. Mà điều có một cái cũng cực là gió nó bay quá. Gió bay mình hốt xong một chút hay quanh lại hốt mấy cái rác nhẹ nhẹ. Còn mùa mưa cực cái là mình phải mặc áo mưa. Mà giờ mùa mưa, ví dụ mưa lớn quá thì mình có thể mình nghỉ trượt mưa. Giờ mưa nhỏ mặc áo mưa thì đương nhiên nó dầm mưa làm nó cực hơn. Mà cái rác hốt nó nặng hơn nữa. Rác nó thấm nước á, nó nặng hơn, đương nhiên phải cực hơn. Mùa hôi thối nó bốc lên nữa. Miễn kiếm có đồng thu nhập, có tiền thu nhập vô để nuôi vợ con được rồi. Đó, ngại chuyện đó. Cái tiếc nuối cái là hồi trước á mình cũng học có lớp 12 đàng hoàng, đi nghĩa vụ xong cái về làm biếng không chịu học, không có nghề, giờ phải để mà làm không có cái nghề nghiệp ổn định, phải không, vững vàng làm nó lương cao hơn, giờ phải đi lao động làm lao động không thông. Thứ hai là tiếc nuối vấn đề là không có con được. Mình nghĩ con tuổi thì thấy ai người ta cũng có con cái về già mà lo, mình nghĩ thôi cái số là vậy rồi, tuổi có nằm xuống chết đó, không biết ai đó. Đã qua rồi cái tuổi là chàng thanh niên trai trẻ, là anh bộ đội vừa xuất ngũ. Chú Quý giờ đây chỉ mong mình mãi là người chồng tốt, chứ còn mong có đứa con để la rầy, có đứa gọi ba ơi thì thật khó làm sao. Từ trên cao nhìn xuống, khoảng thời gian này chợ được trả lại không gian vắng vẻ, yên tĩnh. Nhưng ekip chương trình Chuyện 25 giờ vẫn tiếp tục khám phá, tiếp tục tò mò về công việc, về con người ở đây, vì biết đâu ở đây còn có những điều mà ít ai ngờ đến. Không hẳn là yên tĩnh, chúng tôi gặp gỡ rất nhiều người đang làm công việc lột hành tỏi thuê bên trong lòng chợ. Công việc mà tưởng chừng như phải chảy nước mắt vì cay nồng, nhưng với những người làm thuê ở đây, có lẽ họ đã quen rồi. Gác câu chuyện của những người lột hành tỏi thuê, chúng tôi gặp được một người. Gì vậy? Tối vừa đó người ta đổ ra thì chị làm gì? Sáng bắt đầu cỡ 6 giờ chị đi rồi. Không biết là công việc chính của chị là làm gì vậy? Chị hả? Hồi đó giờ chị làm ruộng hay quê á, rồi giờ chị lên đây rồi thì chị lượm tỏi về nhà chị như là chị đặt ra thì canh cho người ta. Một ngày là trung bình là chị kiếm được bao nhiêu ký? Chị có mấy ký vậy, có 5-6 ký gì à, chứ không có nhiều. Mỗi cái ký hành tỏi như thế này là chị bán kiếm được bao nhiêu tiền đó chị? 5 ký chị bán được 20 ngàn. Chị có mong ước là mình sẽ có một cái công việc nào đó ổn định hơn không? Chị tính đi làm công ty đó mà chị chưa đi. Nhưng chị sợ người ta nhận mình lớn tuổi quá đó, người ta không nhận. 20.000 đồng một ký hành tỏi. Nhìn đôi tay gầy guộc của chị Thủy, có lẽ đây chỉ là chuyện nhỏ vì chị đã quen với bao nhiêu việc nặng nhọc ngoài kia rồi. Chị có 2 đứa con. Con thằng lớn là gì ở đây nó làm công việc kéo xe. Còn thằng nhỏ thì gửi cô nó đi học. Đi học mầm non. Thấy người ta con người ta thì đi học mà có tè có đầy đủ, còn con mà nó như kiểu nhất giả, chỉ là mẹ con mà. Nhất giả thì đưa nó đi học mình thi á, người không có tiền nữa. Muốn cho mẹ cho con tiền đi học mà không có. Thì chị thấy cũng tuổi.
chị thương nó lắm, tại vì từ nhỏ tới lớn á nó không có mà thôi, nó nghèo khổ lắm, như kiểu nó còn nhỏ đó thì không có sữa cho con, rồi bắt đầu chị đi bán là phải tránh mấy số á. Rồi sao rồi chị lo cho nó mà lo chứ kiểu chưa có tròn á, nhiều lúc có thấy nó khổ, nó kéo nó cực khổ á, chị thương nó mà, nhưng mà tại vì mẹ con á cũng ít có gần gũi lắm, không có gần gũi nhiều, như là gặp thì nói chuyện vài câu thôi à, chứ không có, mẹ con chưa có, không có tâm sự nhiều, tại vì từ nhỏ đến lớn nó ở với dì nó không à, không có ở với chị, nó thì nó hơi cọc cằn á, bởi vì chị cũng ít có nói chuyện với nó dữ lắm. Trường học con đi thì xa, còn trường đời của mẹ lại lắm nỗi gập ghềnh. Có những chuyện thật ra không khó để hiểu, chỉ là có chấp nhận sự thật hay không mà thôi. Trẻ thơ thì chẳng dễ gì làm quen với sự chia lìa. Đối với người làm mẹ như chị Thủy, chấp nhận điều đó còn khó khăn hơn nhiều. Với câu chuyện cảm động của mẹ con chị Thủy, tối nay tại chợ đầu mối, ekip của chương trình Chuyện 25 giờ sẽ gặp cậu con trai của chị. Khi cái nắng đã hạ dần, cũng là lúc chợ bắt đầu hoạt động trở lại. Người thì chuẩn bị đạo cụ, người thì ngồi tám chuyện, và cũng có người tranh thủ ngủ thêm một lát nữa. Thật may mắn khi ekip gặp được một anh bốc xếp trẻ tuổi. Hôm nay là ngày đầu tiên anh tiếp xúc với công việc. Anh làm việc ở đây bao nhiêu lâu rồi ạ? Ngày hôm nay ngày đầu tiên, mấy người dưới Bình Dương người ta chỉ rồi chạy lên đây xin. Trước đây là làm thợ mộc á. Tại sao anh không làm thợ mộc nữa mà chuyển sang công việc là bốc xếp nè? Thì làm thợ mộc mình thấy nó nguy hiểm á, mình sợ rồi nọ đó. Hai ngón rồi. Tay của anh là bị tai nạn trong nghề mộc á. Thời gian gần đây là khoảng 1-2 năm nay đầu óc mình mất tập trung á, rồi mình làm bị hai ngón. Giờ làm sao bị nữa, thành ra đi đổi nghề. Vậy bây giờ anh đang tập trung lại chưa? Cũng vậy à. Đầu óc đi du lịch đâu không à. Đầu óc đi du lịch đâu không à. Dạ chưa có vợ, mình thì mình thích sống độc thân à, còn cái hướng mà chắc sau này về quê để làm trồng trọt, trồng cây ăn trái rồi đó, trồng rau rồi đó. Trong cuộc sống của anh, cái điều hạnh phúc nhất cho đến thời điểm hiện tại là gì vậy? Hạnh phúc nhất hả? Giờ mình có mặt ở trên đời này, mình sống là mình hạnh phúc rồi, sau thì mình cũng hạnh phúc hết. Thật đúng. Điều mà hạnh phúc nhất là khi chúng ta có mặt trên đời này. Tầm cỡ và quy mô hoạt động của chợ không chỉ cung cấp rau củ quả và hoa tươi cho các chợ lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh mà còn giao lưu hàng hóa trên cả nước, nên lượng xe container, xe tải chở về ra vào chợ rất đông. Đội bốc xếp bây giờ đã kéo những xe hàng đầu tiên. Có thể hình dung bốc xếp là công việc rất nặng nhọc, việc dành cho thanh niên trai tráng. Nhưng không, chúng tôi vừa gặp một người phụ nữ đang kéo hàng khỏe không kém các anh. Cái nghề này thì nam nữ thì không cần nhất thiết. Tại vì cái gì mà nam làm được mà nữ mình làm được thì mình cứ việc làm. Cái không cần thiết là cái nghề của thanh niên mà nữ mà làm không được. Cái nghề này đó là nó thì cái tuổi đời của nó đó. Chị phải kêu rằng là cái tuổi đời nó là phải trên 30 năm. Cái nghề này của chị là họ với cậu muối á, chị làm lâu lắm, hồi lúc chị mới có mười mấy tuổi à, là chị đã ra làm cái nghề này. Mà cái nghề này á, là cái nghề này là từ xưa giờ là gia đình chị sống mà cái nghề này. Cái nghề này nuôi sống gia đình chị. Cầu trời lại Phật cho chị có sức khỏe. Tại vì cái nghề này nó là cái nghề nặng, là chị cần nhất là sức khỏe là vàng. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, chợ lại nhộn nhịp hẳn lên với cảnh mua bán tấp nập. Không chỉ có những người phụ nữ như chị Lan làm công việc nặng nhọc này, mà Chuyện 25 giờ còn có cơ hội được gặp gỡ, lắng nghe nhiều câu chuyện đời khác. Họ là những người tài xế đường dài, từng từ bỏ nhưng lại rồi đam mê. Là câu chuyện của bà ngoại gần 80 tuổi, kéo cả trăm ký trái cây như bao trai trẻ. Là anh thanh niên làm nghề đâm bốc giác hơi. Và giữa biển người như thế này, ekip Chuyện 25 giờ có tìm được con trai của chị Thủy.
người nhặt thành tỏi như đã hứa hay không? Mời quý vị cùng theo dõi tiếp 13 giờ ghi hình còn lại ở tập phát sóng tiếp theo của chương trình Chuyện 25 giờ vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7.